Là giờ bạn bật video trước đi, tôi bật sau cho. Dạ. Hả, giờ bạn bật video trước cho tôi xem mặt bạn đi cho. Chưa. À, rồi. Bạn là Thomas rồi, em thắng xe ôm gì của tôi. Ờ, làm gì? Đó, bạn bạn ghi âm hả? Bạn muốn áo thì chứ. Bạn chơi cháu, bạn ghi âm, tôi đọc bạn á. Rồi, nhớ nha. Nhà tôi tên là Viên Nguyễn, giờ tôi muốn chắc chết bạn. Giờ bạn bật video hỏi bạn bật cái đây, bạn chơi kỳ quá à. Ơi, tôi nói một lần thôi, tôi không phải nói lần hai đâu. Giờ cho bạn bật video lên, tôi nói lại. Hiểu không? Bạn bật lên đi. Lẹ nha.